It's time to go. Boy. Yeah. Năm qua mình đang ở nhà bạn mình. Bây giờ ready to go. Ok. Vlog của mình làm ra rất là lâu, là mình không có thời gian mình làm cả cái video game vậy. Có 1-2 tuần á, trung bình là 1 tuần mình có được 1 clip, bởi vì sao nhỉ? Mình phải đi học nè. Ngày mình phải đi học hai buổi và buổi tối mình phải đi học thêm cái kiểu, nên là khó, rất là khó để có được video cho các bạn xem. Nói chung là tỷ lệ ra video là trong một tuần là khoảng 70-60% thôi, tại vì tùy vào cái độ làm lười và làm biếng nữa, và mình phải chuẩn bị cho bài rõ kiểu. Tại cái trường mình học ấy nó không giống trường người ta, mình học buổi sáng mình phải đi học học thêm những môn tăng cường như là toán, lý, hóa, anh văn đấy, kiểu vậy. Và mình không có thời gian để làm các vlog game, không có thời gian làm nữa. Và hôm nay mình có thời gian mình làm ấy, mình tận dụng cái cơ hội là mình đi làm một bài thuyết trình anh văn về một bữa đi, một cái excursion, một bữa đi chơi, một cái trip ấy. Và nhóm mình quyết định là đi fishing. Và mình bị lũ bạn mình nó đi xem cái bè bên bờ như mình nói anh lúc nãy á, bây giờ vẫn chưa về tới nữa. Đi nãy giờ chắc tổng cộng anh 50 phút rồi. Con mẹ nó. Mình bỏ xe nó, mình cấm xe mình phi qua bệnh. Ôi. Jeez, đau vãi. Nè. Cho bạn thấy không gian xung quanh khá là ổn. Nó xét về cái độ view ấy thì đây cũng không thể nói tệ cho lắm. Ơi, Jesus. Đâu vậy? Đéo hay. Cho đuôi. Rồi. Đâu vậy?
coi để đâu đi. Hai dân chơi đi mua đồ ăn. Đây à. Đây là cái bữa đi câu. Đây là cái bữa đi fishing chứ không phải là cái bữa đi tập đi câu tập đi xe đạp điện. Ê sao mày không quăng đây này nhận? Quăng đây nè, ngồi đây coi luôn. Lâu lâu nhân thể hiện về nấu chó của mình á, vô cực. Ôi, sao nghi quá vậy? Rồi, sống nó vô mà. Ừ. Sao mày không ăn cái bàn nè? Không có nổi. Gió mà hay nó cũng đi vô đây không? Rồi, nó dướng trọng. Chích mẹ luôn á. Không được. Không được đâu. Không được đâu á. Không được đâu, không được đâu. Nếu quăng là ừ kéo đi kéo đi này. Cô bé quay tay con mẹ nó phải lồn thiệt. Cô bé quay tay ngầu không, ngầu quá ngầu không, ngầu quá ngầu quá lồn. Đu đu mẹ mày, con mẹ mày, mày. 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 Mày con đĩ cá này điểm như chó nó ăn mẹ hai con mồi luôn rồi. Mất dạy con chó là con mẹ mày. Ê, con mẹ cái bổng mà nóng quá vậy mẹ. Ê ê kiếm cái hũ ơi, đóng nó vô lẻ cái ly không, cái này chưa thấy nữa. Còn mồi không ta? Điểm 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 trẻ mày chụp tí áo mày nhìn nó bự bái lồn nha. Ủa coi đi, coi đi. Bá vừa câu cá mấy ký vậy mà. Cho con chạy xe đi, để tao gửi mẹ đồng coi. Quay đi. Rồi rồi rồi. Còn điều gì chăn chối không? Đó. Mày có ngửa cái bụng ra mẹ mày, mày ngửa bụng ra mày chết. Úp bụng lại. Cái bụng lại đi con. Mặt lù luôn kìa. Nó khò. Cầu đi tao phóng xanh mày cho, tao phóng xanh mày vô nồi nó. Cầu đó là bự maximum rồi đó. Nó khò. Cháo bóng vô nồi cháo, nồi nước thì nước. Nó phóng xanh nó vô nước nồi cháo. Tao mua vừa đúng nó bự hơn nữa. Cháo bóng vừa nó bự rồi. Cá bóng kho tiêu. Bóng bóng mang mang. Bóng mang mang. Bóng mang mang. Bóng bóng mang mang lên. Bóng bóng mang mang lên ăn cơm vàng, cơm bạc nhà tao. Cơm ở đây đéo có, cơm đây không mà ăn đi con ơi. Cục mẹ nó. Má tao đéo biết cái lưỡi nó móc vô cái đường nghèo luôn á. Cái đường. Cái đó gọi là tiếng hô hấp, cái tiếng đường. Nước bọt. Lâu lắm rồi không gỡ được cá lắm. Ok, và cuối vlog á thì mình muốn nói là đủ má mấy ông máu phải lồn, cũng phải lồn thì đi con mẹ nó, máu phải lồn. Holy shit má nó. Thề đủ mấy trong cuộc đời nó không bao giờ đủ mấy dám bơi sông nữa. Nãy bạn nghe cái chuyện mà đủ má đang bơi mà đột quỵ chuột cút chết không? Má nó chết chết biết lý do tại sao luôn. Đang bơi mà thấy gái tắm đủ mấy chuột cút. Cút đi con mẹ. Đấy là một câu chuyện bồ. Ủa cá mập hết đùi con mẹ. Bơi ngỡ ôi cái miếng đi, ông cầm cái miếng hồi nãy không, ông trồi lên tưởng cá mọc.